Mong sư hoan hỷ giải thích giúp con về vấn đề một người bị vong nhập là hiện tượng như thế nào, vì con thấy nhiều vị thầy cũng công nhận hiện tượng đó. Sư nói, cái việc đầu tiên, cái hiện tượng đầu tiên đó là gì? Đó là đi chụp MRI không ra kết quả. Nghe nó kỳ không? Nó không kỳ. Nhiều người rõ ràng là họ có vấn đề về tâm thần. Cái não của họ đó, nó có một cái tổn thương. Nha, não họ có tổn thương. Mà chính cái tổn thương đó, nó làm cho họ có ảo giác. Chụp MRI là ra. Cái này là đã có bằng chứng rồi. Nha, nhiều trường hợp có ảo giác. Như đêm khuya, cái hôm đó, ông bác sĩ ông kể. Hôm đó là cái hôm rằm tháng 7 thì bệnh viện thì lâu lâu thì cũng đùa với nhau về ba cái vụ tâm linh đó. Thì cũng đang kể ba cái vụ tâm linh. Thì có một cái cụ già dầm mưa cụ đi vào chùa, cụ đi vào bệnh viện, rồi con cháu cũng vào, rồi nói kể với bác sĩ ơi, hôm nay nghẹn rằm mà cũng ớn quá bác sĩ ơi. Bác sĩ nói sao, chuyện gì? Thì cái đứa con mới nói, ông cụ ở nhà đó tự nhiên cái đang ăn, ông kêu, ủa chú Bảy sao qua bên đây làm chi, thôi vô ngồi ăn chung cho vui. Thì gia đình hết hồn, đổ mồ hôi hột. Tại vì ông chú Bảy nhà kế bên ổng mới chết. Ở đâu ra mà ông cụ ổng kêu vô ngồi ăn cơm chung cho vui. Đó. Thì cũng nói chung là cũng ớn, gia đình cũng yếu bóng vía. Thành ra là thôi thì sẵn đưa ông cụ tới khám tổng quát á, thì cũng hỏi coi làm sao, có tâm linh tâm liết gì hay không. Thì bác sĩ mới đề nghị chụp MRI. Thì sau khi chụp MRI đó, thì mới phát hiện là cái não ông cụ á, là có tổn thương. Mà do tổn thương á, cho nên là mới có cái ảo giác. Tức là nhìn thấy cái hình ảnh người chết, rồi nghe âm thanh vân vân. Nhưng mà thực ra là do cái não ông cụ bị tổn thương chứ không phải cái gì hết trơn. Thành ra cái việc, cái biểu hiện đầu tiên của người bị vong nhập á, là đưa cái kết quả MRI, mà trong kết quả MRI đó thể hiện là không có dấu hiệu tâm thần, không có tổn thương về não bộ, thì mình mới tính tiếp đến cái chuyện là bị vong nhập hay là không. Nói thì có vẻ nó ngoài lề, nhưng mà mình bây giờ mình phải như vậy đó. Chứ sư thấy nhiều vụ trục vong nó, sư chỉ biết lắc đầu thôi nha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Về cái dẫn chứng và của Đức Hạnh Toại thì sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa vị. Thật sự vốn dĩ là đúng như vậy thưa vị, đúng như vậy. Khi mình bệnh những cái bệnh mà mình cho là bệnh liên quan đến tâm linh á, thì thật sự ngay cả bản thân sư cũng vậy nè. Có nhiều Phật tử cũng hỏi, thì sư cũng nói là mình đi khám, mình đi vô bệnh viện tâm thần á, mình tìm các bác sĩ chuyên khoa á, mình khám kỹ rồi mình xem cái đánh giá, nghe cái chỉ định của bác sĩ nên làm những gì, mình làm theo đúng như vậy nha, nhớ làm theo đúng như vậy, rồi mình xem cái đánh giá cuối cùng á, cái kết luận của bác sĩ là cái gì rồi, đúng không? Rồi sau đó kết quả như thế nào rồi đó, rồi mình hãy tính tiếp. Sư có nhiều người hỏi là sư đều khuyên như vậy thế vậy. Chứ mình không có vội vàng mà mình khẳng định đó là bệnh tâm linh. Quý sư nói như vậy là không phải quý sư phản bác cái việc mà cái hiện tượng mà gọi là vong nhập hay là ma nhập đó, phi nhân nhập đó. Cái này là không phải phản bác. Thật sự là nó cũng có, ngay cả trong tạng luật thưa vị, tạng luật á là cũng có trường hợp vị tỳ kheo á bị nhập đó, rồi xong mới ăn thịt sống đó,
Rồi xong cái sự việc đó trình bày lên Thế Tôn, thì Thế Tôn nói là ngay thời điểm đó thì Thế Tôn đã quy định là không được cái dùng thọ dụng cái đồ ăn sống hay là đặc biệt là thịt nó như vậy rồi. Thì Thế Tôn nói là cái vị này do bị nhập, giống như là kiểu như thôi coi bị điên vậy đó, cho nên là vô tội, đúng không? Và Thế Tôn ngài cũng có hướng dẫn cái cách mà để cho khỏi bị vong nhập, hay là có vị tỳ kheo bị vợ bỏ bùa đó, đó có những cái bùa ngải đó, nó cũng có chứ không có. Nhưng mà ở đây quý sư á, cái điều quý sư muốn nhắn gửi quý vị á là quan trọng nhất á là mình nhìn tâm linh, nhìn mọi hiện tượng tâm linh, quý vị hiểu không? Giống như hôm bữa trước thì có cái câu mà hỏi Đức Thanh Tuệ về cái vụ hào quang đó, về những hiện tượng mà kỳ diệu hào quang rồi bay bổng trên không, rồi đi 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 một cái vị sư đó, thấy vị sư quay cái clip là đi chân trần mà đi trên một cái ngọn cái tảng đá núi mà thẳng đứng đó, đó. Rồi những cái hiện tượng vong nhập này nè, mình phải nhìn nhận những cái vấn đề này nè dưới góc độ mà chánh kiến, dưới góc độ mà trong tinh thần kinh và luật chú giải chính thống là dạy của Đức Phật thì nó mới đúng đắn, thưa vị. Còn nếu mà quý vị nhìn nhận góc độ những cái góc như nhận góc độ tâm linh á, mà đa phần là mê tín rồi đa theo dân gian, nha, rồi theo những cái ngoại đạo mà không có bám sát lời Phật dạy, thì xin thưa quý vị sẽ bị cái bất hạnh, đó là gì? Thứ nhất là dễ rơi vào những cái tà kiến nguy hiểm, để mình suy nhắc hoài đó, có thể là tà kiến ác, à rồi lại rơi vào tà tính, thưa vị, tà tính, à, từ tà tính đó rồi mới đi theo tà đạo đó. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này thì một lần nữa sư cũng mong mỏi quý vị là ngoài cái việc quý vị hỏi là hiện tượng vong nhập á, thì sư xác nhận là trong kinh điển Đức Phật có mô tả và trong chú giải chính thống cũng có nói. Nhưng mà để hiểu vấn đề này nè, quý vị hiểu vấn đề nè, bản thân quý vị hãy tìm hiểu những cái giáo lý mà Phật pháp căn bản mà Đức Hạnh Tuệ đã có những cái video clip trên đó đó, à, thì mình học mình sẽ hiểu, à mình hiểu à cái phi nhân sao, tại sao nó nhập, đúng không? Rồi tại sao nó nhập vô người đó, nó chia nó nhập như vậy thì có bị ảnh hưởng gì không, và thế nào là để không không có bị nhập như vậy, bị nó phá như vậy nữa, đúng không? Nên làm những gì đó, thì hãy nhìn dưới cái góc độ mà theo lời Phật dạy trong trong tâm tạng kinh điển Pali và chú giải chính thống. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Chắc có lẽ là lần sau mà ba cái vụ mà vong nó tới họ tới họ gặp sư, chắc cái chuyện đầu tiên sư hỏi là có 5 triệu không đưa đây, chứ tại sao không? Nếu họ đưa họ móc ra được 5 triệu, sư nói bây giờ nghe cầm 5 triệu này đi chụp MRI giùm tôi. Hình như sư nhớ không lầm là cái giá chụp MRI ở bệnh viện Đại học Y Dược là cỡ 5 triệu. Đi chụp MRI rồi đưa cái tờ MRI lại đây rồi tôi nói chuyện tiếp. Chứ còn mà nhiều người họ thà họ tốn tốn cả đống tiền ấy, mà họ đi chụp MRI họ không chịu chụp, thậm chí bác sĩ nói bị tâm thần họ không tin, họ nói bây giờ tôi bị vong nhập chứ tôi không bị tâm thần thì sư cũng chịu thua ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.